tin Canada và thế giới nhanh chóng trung thực chính xác Culture Channel kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn trong bản tin ngày 15 tháng 6 hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cân nhắc việc đưa ra quyết định tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với bệnh đồng mùa khỉ. Canada hiện có một mặt trận đoàn kết chống lại ông Putin ở Bắc Cực sau thỏa thuận với Đan Mạch. Cảnh sát Toronto xử lý hai vụ cướp xe được thực hiện trong khoảng thời gian vài giờ. Nam diễn viên ở tỉnh BC đã lên kế hoạch giết thủ tướng Trudeau sau khi giết mẹ của mình. Hàng ngàn người ở thành phố Calgary bị mất điện vì mưa gió bão. Các ứng cử viên lãnh đạo đảng UCP phải trả 175.000 để tham gia tranh cử. Tổ bay Canada bị giam giữ tại Cộng hòa Dominican kêu gọi sự giúp đỡ của Thủ tướng Trudeau. Doanh số bán nhà ở tỉnh BC giảm 35% do lãi suất thế chấp tăng cao. Trên thế giới, Tổng thống Zelensky tuyên bố vũ khí tầm xa sẽ không được kích hoạt tại các thành phố của Nga. Nhật Bản phạt tù đối với hành vi xúc phạm trực tuyến sau khi một ngôi sao truyền hình thực tế đã tự tử vì bị tấn công trên mạng ô nhiễm không khí rút ngắn 2 năm tuổi thọ của con người tại Ấn Độ là gần một thập kỷ. FDA phê duyệt phương pháp đầu tiên điều trị chứng rụng tóc, giúp kích thích mọc tóc. Khối châu Âu dỡ bỏ các hạn chế an toàn đối với bún, miếng và phở Việt Nam. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Và trong phần tin chi tiết sẽ có thêm nhiều bản tin khác, mời quý vị theo dõi ngay sau đây cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. WHO sẽ cân nhắc việc đưa ra quyết định tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ triệu tập một ủy ban khẩn cấp vào thứ năm tuần sau để đánh giá xem đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đáng được quốc tế quan tâm hay không. WHO cho biết đã có 1.600 trường hợp được xác nhận, 1.500 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay và 72 trường hợp tử vong tại 39 quốc gia, bao gồm cả những nơi mà virus này thường lây lan. Tính tới ngày 10 tháng 6, Canada đã báo cáo có 112 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ là dịch bệnh lưu hành ở các vùng châu Phi, nhưng đến nay bệnh đậu mùa khỉ đã lan truyền tới khắp nơi trên thế giới. Virus này gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm, các tổn thương trên da và lây lan khi tiếp xúc gần. Tổng giám đốc của WHO cho rằng đã đến lúc cần phải xem xét và đẩy mạnh ứng phó vì virus đang hoạt động bất thường, khiến cho nhiều quốc gia bị ảnh hưởng hơn và cần sự phối hợp quốc tế. Cho đến nay, thì cơ quan của Liên Hợp Quốc đã áp dụng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cho bệnh bại liệt và đại dịch COVID-19. Quebec hiện nay có 132 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khí, đa số là ở Montreal. Các quan chức y tế công cộng tại Quebec đã báo cáo có 132 ca được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn tỉnh tính tới ngày thứ ba, với hơn 3.000 liều vắc xin đã được tiêm cho đến nay. Tiến sĩ Luke Boyle, là giám đốc lâm thời của sở y tế công cộng Quebec, nói với các phóng viên ở Montreal rằng tình hình hiện nay đang được kiểm soát. Phần lớn các trường hợp đậu mùa khỉ của tỉnh đã được phát hiện ở Montreal, chiếm 126 ca nhiễm trùng cho đến nay. Hầu hết các trường hợp đều không nghiêm trọng. Ba người đã phải nhập viện từ khi bắt đầu bùng phát nhưng mà tất cả đã được xuất viện. Canada hiện có một mặt trận đoàn kết chống lại Putin ở Bắc Cực sau thỏa thuận với Đan Mạch. Bộ trưởng Ngoại giao Canada cho biết hiện nay Canada có một mặt trận đoàn kết chống lại Nga ở Bắc Cực sau khi cuộc tranh chấp lãnh thổ với Đan Mạch kéo dài hàng thập kỷ đã được giải quyết. Canada và đan mạch đã ký một thỏa thuận hôm thứ ba để giải quyết tranh chấp về đảo hans ở bắc cực và bộ trưởng melanie jolie cho biết trong một cuộc họp báo rằng thỏa thuận này gửi một thông điệp tới tổng thống nga vladimir putin rằng các giải pháp ngoại giao có hiệu quả hơn so với vũ lực bà nói bây giờ chúng tôi có một mặt trận đoàn kết ngay trước mặt ông putin và nhấn mạnh rằng canada rất ý thức rằng nga là nước láng giềng của mặt trận này Thỏa thuận dự kiến phân chia hòn đảo không có người sinh sống giữa đảo Ellesmere ở Nunavut và Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Thỏa thuận này có nghĩa là Canada lần đầu tiên sẽ có một đường biên giới trên bộ với Đan Mạch. Và Julie chỉ ra rằng 7 trong số 8 quốc gia tại Bắc Cực là thành viên của NATO, hoặc cũng sớm sẽ trở thành một phần của liên minh quân sự này. Tuy nhiên, bà cho biết không có kế hoạch quân sự hóa Bắc Cực. Bình luận của bà được đưa ra sau khi các quan chức Canada nêu rõ những lo ngại về an ninh đối với Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực khi mà biến đổi khí hậu đang khiến cho khu vực này dễ dàng điều hướng hơn. Hoa Kỳ muốn Canada tham gia cuộc điều tra ô nhiễm xuyên biên giới từ mỏ thang ở tỉnh BC. Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm cả Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Joe Biden đã tham gia kêu gọi Canada tham gia vào một cuộc điều tra về ô nhiễm xuyên biên giới Đến từ các mỏ than ở miền Nam tỉnh British Columbia, trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Biden ủng hộ một cuộc điều tra chung về chất xảlin đến từ các mỏ than ở Elk Valley của Tech Resource chảy vào sông và hồ ở phía nam biên giới. Bộ Ngoại giao Global Affairs Canada đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu phản hồi, nhưng vào ngày 2 tháng 6 phát ngôn viên cho biết Canada đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau. Hoa Kỳ đã quan tâm đến các mỏ Tech trong nhiều năm. Các tiểu bang Montana và Idaho, tám thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, cơ quan bảo vệ môi trường, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ và sáu quốc gia bản địa ở cả hai bên biên giới đều cho biết chất xalan do mỏ thải ra đe dọa cá ở vùng nước hạ lưu của họ. Những người đăng ký thẻ Nexus chờ đợi trong tình trạng lấp lửng khi tồn động lên đến hơn 333.000. Những người Ontario mà đăng ký gia hạn thẻ Nexus của họ có thể phải đợi lâu hơn để được phỏng vấn vì dịch vụ biên giới của Canada hiện ước tính lượng hồ sơ tồn động hiện tại đã tăng lên 333.500, khiến người nộp đơn trên toàn quốc rơi vào tình trạng phải chờ đợi trong vô vọng. Chương trình Nexus cho phép những người Canada được phê duyệt đi qua các cửa riêng biệt và thường nhanh hơn khi đến và đi từ Hoa Kỳ mỗi người nộp đơn phải được cả cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSC và cơ quan tuần tra biên giới và hải quan Hoa Kỳ đánh giá rủi ro và được phỏng vấn. Nhưng quy trình phê duyệt đó đã trục trặc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bạn không có khả năng liên lạc với bất kỳ ai để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và đó là một phần của sự thất vọng. Theo Keith Lockman, cư dân ở thành phố Mississauga cho biết, Ông đã nộp đơn xin gia hạn thẻ vào mùa xuân năm 2020 nhưng vẫn chưa thể lên lịch phỏng vấn. Ông Lockman không đơn độc, nhiều người ở khu vực đại đô thị Toronto đã chờ đợi nhiều tháng để chính thức gia hạn thẻ của họ. Trọng tâm của vấn đề là các trung tâm đăng ký của Canada nơi diễn ra các cuộc phỏng vấn đã đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 và chưa mở cửa trở lại. Một số chuyên gia cho rằng không chỉ Covid-19 đã gây ra tồn động mà còn là vấn đề với một thỏa thuận thủ tục hải quan giữa Hoa Kỳ và Canada. Nexus là một chương trình chung được quản lý bởi cả cơ quan dịch vụ biên giới Canada và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, giá xăng ở tỉnh bang Ontario được dự kiến giảm vào thứ tư hôm nay. Chuyên gia giá xăng là Dan McTay nói rằng giá xăng sẽ giảm xuống còn 207,9 cent mỗi 1 lít vào thứ tư. Mặc dù có vẻ không nhiều, nhưng mức giảm 5 cent sẽ là tin tức đáng mừng cho những người lái xe đã nhìn thấy giá trên 2 đô la mỗi một lít tại các máy bơm xăng trong nhiều tuần nay. Cuối tuần trước thì giá xăng đã lên mức cao kỷ lục 215,9 cent mỗi một lít ở nhiều khu vực trong đại đô thị Toronto và miền nam Ontario. Ông Mattei cũng nói rằng giá xăng có thể lên tới 225 cent mỗi một lít trong những tháng mùa hè. Một thiếu niên 15 tuổi bị bắt sau vụ cướp xe bạo lực của một nhóm ở Mississauga. Một thanh niên 15 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội sau khi một nhóm người bị cáo buộc cướp một chiếc xe hơi ở Mississauga vào hôm thứ bảy. Cảnh sát cho biết, vụ cướp xe xảy ra ở khu vực của đường Dairy và đường Hill Ontario vào khoảng 3 giờ sáng. Một nhóm gồm một số nghi phạm đã bắt đầu đập vào bên ngoài của một chiếc xe và một người khác đã yêu cầu nạn nhân rời khỏi xe. Khi nạn nhân tuân theo và bước ra xe, thì bị một nghi phạm đấm vào đầu, sau đó cả nhóm đã lên xe này và phóng đi. Cảnh sát vùng Peel đã làm việc với sở cảnh sát Toronto để thu hồi chiếc xe và thực hiện một vụ bắt giữ. Một thiếu niên 15 tuổi, không được nêu tên, đã bị buộc tội cướp và sở hữu tài sản do phạm tội mà có. Cảnh sát cho biết một số nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát thành phố Toronto xử lý hai vụ cướp xe xảy ra trong khoảng thời gian vài giờ cảnh sát toronto đã bắt giữ một kẻ tình nghi có liên quan tới một vụ cướp tài sản một cách trơ trẽn vào đầu tuần này sự việc diễn ra ở các vùng leslieville và portland trong khoảng vài giờ vào ngày thứ hai cảnh sát nói rằng vụ việc đầu tiên là một nạn nhân đã dừng xe ở khu vực và cửa mở khi mà anh ta đứng gần đó cảnh sát cáo buộc rằng nghi phạm đã chạy tới xe hơi và ngồi vào ghế tài xế sau đó thì anh ta để lộ khẩu súng ngắn ở thắt lưng và đe dọa nạn nhân yêu cầu chìa khóa xe và lái xe để mất vụ thứ hai đã xảy ra chỉ vài giờ sau đó cảnh sát nói rằng hai người đã tham gia vào một cuộc đụng độ ở trên đường tại một thời điểm cả hai đã ra khỏi xe và bắt đầu tranh cãi khi đó thì nghi phạm trong vụ đầu tiên đã lái chiếc xe vừa mới cướp được dừng lại gần đó và rồi anh ta bỏ chiếc xe và bước vào một trong hai chiếc xe đang dừng và lái đi xém tông trúng hai người trên đường Cảnh sát cho biết chiếc xe cuối cùng đã dừng lại ở một bãi đậu xe và các cảnh sát đã có thể bắt giữ kẻ trộm sau một cuộc truy đuổi chạy bộ ngắn ngủi. Elvis Tartary, 41 tuổi ở Toronto, đang phải đối mặt với hàng tá cáo buộc, bao gồm cả cướp bằng súng. Nam diễn viên PC đã lên kế hoạch giết thủ tướng sau khi giết mẹ của mình. Một diễn viên người British Columbia đã nhận tội giết mẹ và lên kế hoạch lái xe đến Ottawa để giết Thủ tướng Justin Trudeau trong những ngày sau đó. Kế hoạch được tiết lộ tại tòa án tối cao của tỉnh PC trong ngày đầu tiên của phiên xử tuyên án đối với Ryan Granum, 24 tuổi, người đã nhận tội vào ngày 9 tháng 3. Theo các dự kiện thì Ryan đã bắn mẹ của mình, bà Barbara Way, 64 tuổi, vào phía sau đầu khi bà đang chơi piano trong một ngôi nhà ở Squamish vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ngày hôm sau, trong khi thi thể của bà vẫn nằm trong vùng máu, Ryan đã chất lên xe ba khẩu súng, đạn và 12 quả Molotov cocktail. Đó là các quả lựu đạn lửa. Cùng với một số đồ dùng cấm chạy vào một bản đồ Google được in ra để chỉ đường đến Widow Cottage tại Ottawa. Ryan đã đề cập tới việc giết Thủ tướng Trudeau trong cả tuyên bố của anh ta với cảnh sát và trong các đoạn trích từ nhật ký riêng của anh ta khi được trích đọc trước tòa. Ryan đã bắt đầu lái xe về phía đông nhưng chỉ lái được tới hốp trong tỉnh pc trước khi quay lại cùng với những suy nghĩ thực hiện các vụ bạo lực hàng loạt và giết người trên cầu leon gate tại vancouver hoặc là tại đại học simon fraser nơi mà anh ta là sinh viên tối hôm đó thì anh ta đã lái xe tới trụ sở cảnh sát vancouver ở east vancouver để đầu thú anh đã đến gần một cảnh sát đang ngồi trong xe và cho cảnh sát hay tôi đã giết mẹ tôi Ryan đã từng là diễn viên của phim truyền hình từ năm 9 tuổi. Số phim của anh ấy bao gồm một loạt phim truyền hình như Riverdale, Supernatural và I Zombie cùng với nhiều phim khác. Tòa án đã cảm thấy được Ryan cảm thấy gây tổn bản thân, tuyệt vọng và mong muốn thực hiện bạo lực đến thế nào trong những tháng trước vụ giết người. Anh ấy đã phải giằng co trong việc học tập, hút rất nhiều cần sa và cảm thấy tức giận và lo lắng về những thất bại và đã có ý định tự tử. Trong những ngày trước khi vụ giết người xảy ra, Ryan đã thử diễn lại tội của mình và đã lén lút tiếp cận mẹ bằng súng ít nhất là một lần và dùng máy quay phim GoPro đã quay lại những cảnh ấy. Trong lời khai với cảnh sát, Ryan cho biết trong vài giờ sau khi vụ án mạng xảy ra thì anh ta đã hoảng sợ viết nhật ký, quay video và ra ngoài lấy tiền, hút cần sa và uống bia. Về nhà, làm lũ đạn Molotov và xem phim Netflix trong 2 tiếng rưỡi. Sau đó thì anh ta đã phủ lên thi thể của mẹ một tấm khăn trải giường và đi ngủ. Trước khi rời Squamish vào ngày 1 tháng 4, anh ta đã treo một trang hạt lên cây đàn piano và thắp sáng những ngọn nến xung quanh thi thể của mẹ. Sau đó thì thi thể của bà Wade được con gái phát hiện vào tối ngày 1 tháng 4. Người cô gái Lisa Grantham đã đến nhà vì lo lắng khi thấy mẹ không trả lời các cuộc điện thoại và tin nhắn. Ryan bị tuyên án với tội giết người cấp độ 2 kèm với bản án trung thần. Thẩm phán đang yêu cầu từ 17 cho tới 18 năm tù mới đủ điều kiện được ân xá. Hàng ngàn người ở Calgary bị mất điện vì mưa gió bão. Hàng ngàn người dân Calgary đã không có điện vào chiều thứ ba khi mưa tiếp tục khiến thành phố ảnh hưởng bởi những cảnh báo về mưa và gió. Theo công ty điện nước Enmax, các cộng đồng ở khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam của thành phố đã bị ảnh hưởng vào đầu giờ chiều. Trong một tuyên bố, công ty cho biết có khoảng 4.850 khách hàng không có điện tính đến 3 giờ 30 chiều. Báo cáo về đường dây điện bị sập bắt đầu đến ngay sau buổi trưa. Enmax đã có thể khôi phục lại nguồn điện cho một số khách hàng sau khi làm việc cả buổi chiều để khôi phục lại nguồn điện. Một số trường hợp mất điện được báo cáo là do cây đổ và sở giao thông vận tải của thành phố Calgary đã cảnh báo rằng một số trường hợp mất điện còn ảnh hưởng đến đèn đường. Đèn nhấp nháy màu đỏ được coi là điểm dừng 4 chiều, 4-way stop, Enmax cảnh báo người dân Calgary nên lùi lại ít nhất 10 mét nếu họ thấy đường dây điện bị đứt và hãy báo sự việc này cho trang web của công ty hoặc bằng cách gọi số 403-514-6100. Nếu đường dây phát tia lửa điện hoặc là nằm trên mặt đất, hãy gọi 911. Nếu đường dây điện chạm vào cây, không được rút cành hoặc cây khỏi dây điện vì điện có thể truyền qua bất kỳ vật thể nào chạm vào dây điện. Các ứng cử viên lãnh đạo của Đảng UCP phải trả 175.000 để tham gia tranh cử. Các ứng cử viên tranh giành vị trí lãnh đạo tiếp theo của Đảng Bảo thủ thống nhất tại tỉnh Alberta sẽ phải trả 175.000 đô để có cơ hội tranh cử. Đảng đã công bố các quy tắc và thủ tục cho cuộc tranh cử lãnh đạo để thay thế thủ hiến Jason Kenney vào thứ ba. Một nhà lãnh đạo mới sẽ được bầu vào ngày 6 tháng 10 sau một cuộc bỏ phiếu gửi qua thư các đảng viên cũng sẽ có thể bỏ phiếu trực tiếp tại một trong năm điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh. Hạn cuối để ứng viên nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 7. Tám người đã ghi tên mình tham gia vào cuộc thi, nhưng đảng cho biết sẽ không có ai sẽ trở thành ứng cử viên chính thức cho đến khi họ đáp ứng một số tiêu chí bao gồm trả phí tham gia 150.000 đô la, thanh toán khoản đặt cọc tuân thủ có thể hoàn lại 25.000 đô la, hoàn thành bản câu hỏi ứng viên toàn diện và thu thập ít nhất 1.000 chữ ký với 200 chữ ký từ mỗi khu vực trong số 5 vùng của đảng. Các quy tắc cũng nêu rõ rằng tất cả các ứng cử viên phải tham gia vào tất cả các cuộc tranh luận do đảng UCP tổ chức hoặc có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt hoặc là trút quyền tranh cử. Trong cuộc tranh cử lãnh đạo năm 2017, đảng UCP đã yêu cầu các ứng cử viên phải trả 75.000 đô la phí tham gia và 20.000 đô la đặt cọc. Số tiền đó được cho là sẽ dành cho chi phí của cuộc đua. Tại tỉnh Quebec, các công ty công nghệ cảnh báo luật ngôn ngữ mới có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Các nhà lãnh đạo của hàng chục công ty công nghệ có trụ sở tại tỉnh Quebec đang cảnh báo thủ hiến François Legault rằng luật ngôn ngữ mới của tỉnh được gọi là dự luật 96, sẽ gây khó khăn trong việc tuyển dụng nhân tài và có nguy cơ gây ra thiệt hại to lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Một phần của luật quy định rằng, những người nhập cư đã ở Quebec từ 6 tháng trở lên sẽ chỉ có thể tiếp cận hầu hết các dịch vụ của chính phủ bằng tiếng Pháp. Trong một bức thư được công bố vào hôm thứ Ba, hơn 30 giám đốc điều hành đã kêu gọi ông Legault và tỉnh trì hoãn việc thực thi dự luật 96 cho đến khi có sự hỗ trợ tiếng Pháp tốt hơn chẳng hạn như là dịch vụ dạy kèm dành cho người lao động. Ông Lloyd Seagal, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Repair Therapeutics, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Montreal, nói rằng Chúng tôi có các thành viên đến từ Nam Mỹ, đến từ châu Âu. Chúng tôi cần cho họ thêm thời gian và hỗ trợ nhiều hơn nữa. Cho đến nay, một số yêu cầu về tiếng Pháp của tỉnh đối với các doanh nghiệp chỉ áp dụng cho các công ty có hơn 50 nhân viên. Nhưng theo dự luật 96 thì những quy tắc đó cũng sẽ áp dụng cho các công ty nhỏ hơn với hơn 25 người trong biên chế. Tổ bay Canada bị giam giữ tại Cộng hòa Dominica kêu gọi sự giúp đỡ của Thủ tướng. Phi hành đoàn của một hãng hàng không Canada đang bị giam giữ tại Cộng hòa Dominica đã phát hành một đoạn video kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau giúp đỡ. Phi hành đoàn của một chuyến bay của Pivot Airlines cho biết họ đã bị nghi ngờ có ma túy trên máy bay và sau khi trình báo với chính quyền địa phương, họ đã bị tạm giữ. Hãng hàng không Pivot có trụ sở tại Mississauga, Ontario, hoạt động từ sân bay quốc tế Toronto Pearson. Các loại ma túy đã được tìm thấy vào ngày 6 tháng 4 tại sân bay quốc tế Punta Cana, theo Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia Cộng hòa Dominica. Được biết là phi hành đoàn ban đầu đã bị bỏ tù trước khi được tại ngoại. Vào tháng 5 thì công tố viên của Cộng hòa Dominica đã tìm cách tống phi hành đoàn này vào tù lên tới 12 tháng theo hiệp hội phi công hàng không một công đoàn đại diện cho phi hành đoàn cho biết. Theo National Post cho biết thì các công tố viên của Cộng hòa Dominica đang cáo buộc chiếc máy bay là một mặt trận buôn lậu ma túy, mặc dù họ chỉ có thể đưa ra rất ít bằng chứng thực tế. Phi hành đoàn đã mô tả điều kiện khủng khiếp trong thời gian họ bị giam giữ và cầu xin chính phủ Canada giúp đỡ một thành viên của phi hành đoàn cho biết nhà chức trách cộng hòa dominica đã không thẩm vấn hoặc là phỏng vấn phi hành đoàn tại bất kỳ thời điểm nào kể từ khi họ bị giam giữ bộ ngoại giao canada trước đây cho biết họ đã biết sự việc xảy ra với phi hành đoàn này và đang tiếp tục theo dõi tình hình một cách chặt chẽ thủ tướng trudeau đã nhắc đến phi hành đoàn canada ở cộng hòa dominica và ông bảo đảm các nhà chức trách sẽ giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật hiện nay thì các thành viên của phi hành đoàn được tại ngoại nhưng mà không được rời cộng hòa dominica doanh số bán nhà tại tỉnh PC đã giảm 35% do lãi suất thế chấp tăng cao. Chi phí đi vay cao hơn đang tiếp tục đe nặng lên thị trường nhà ở của British Columbia khi mà doanh số bán nhà và giá trị nhà đã giảm trong tháng 5 so với tháng trước trong khi giá nhà trung bình của tỉnh đã tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên chỉ hơn 1 triệu đô la. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bất Động Sản British Columbia, đã giảm 6% so với mức 1,65 triệu đô la được ghi nhận vào tháng 4. Hiệp hội lưu ý rằng doanh số bán nhà cũng đã giảm, với 8.214 ngôi nhà dân cư được đổi chủ vào tháng trước, giảm 35% so với tháng 5 năm ngoái và giảm 8% so với tháng 4. Nhà kinh tế trưởng Brandon Armisen của Hiệp hội Bất động sản British Columbia cho biết lãi suất thế chấp của Canada tiếp tục tăng và lãi suất thế chấp cố định trung bình trong 5 năm đã đạt tới 4,49% vào tháng 6. Đó là tỷ lệ thế chấp cao nhất kể từ năm 2009. Tỉnh BC không phải là nơi duy nhất xảy ra tình trạng thị trường nhà ở chậm lại các tỉnh cũng thấy thị trường hạ nhiệt dẫn đầu là các thành phố lớn như là Toronto, nơi đã có giá nhà giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng năm. Sau đó là thành phố Montreal và Calgary. Doanh số bán nhà tại Vancouver đã giảm 10% so với tháng 4, xuống còn 2.918 căn nhà vào tháng 5, và cũng đã giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá của một ngôi nhà ở thành phố đông dân nhất ở tỉnh BC vẫn tương đối ổn định vào tháng 5, ở mức 1,26 triệu đô la. Trường học ở thành phố Mississauga bị đóng cửa vì học sinh mang súng giả. Một cuộc trấn áp đã được dỡ bỏ tại một trường trung học Mississauga ở tỉnh Ontario, sau khi cảnh sát xác định một học sinh đã đi lại với một vũ khí giả. Cảnh sát khu vực thiêu đã được gọi đến trường trung học St Aloysius Gonzaga ở Erin Centre Boulevard và khu vực Clan Erin Drive khoảng 1 giờ 30 chiều. Các nhà điều tra xác định vị trí một học sinh được nhìn thấy đang lang thang bên trong trường với một vũ khí giả. Không có thương tích nào được báo cáo và không có lời đe dọa nào được đưa ra. Lệnh đóng cửa tại trường Gonzaga đã được dỡ bỏ. Trường trung học John Fraser nằm gần đó cũng đã được đặt trong tình trạng cấm tiếp cận trong một khoảng thời gian. Bạn có từng mượn sách ở thư viện và trả lại muộn hay không? Một người ở tỉnh BC đã trả lại một cuốn sách trong thư viện muộn 51 năm và ghi chú có họ để lại rất là hài hước. Nếu bạn suy nghĩ về tất cả những cuốn sách quá hạn trong thư viện của mình, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi biết có một người ở thành phố Vancouver chỉ trả lại sách sau 51 năm không rõ đó là một cuốn sách rất dài hay là một người đọc rất là chậm nhưng dù thế nào đi nữa thư viện công cộng cũng cảm thấy hài hước về việc bị trả lại chậm và thậm chí còn chia sẻ lời xin lỗi đi kèm với cuốn sách chẳng bao lâu sau khi thư viện loại bỏ khoản phí trễ hạn của họ người này cuối cùng cũng đã quyết định trả lại sách đã được chờ đợi từ lâu thư viện công cộng vancouver đã đăng một bức ảnh của cuốn sách cũ trên đó có một con tem cho biết ngày hết hạn là ngày 20 tháng 4 năm 1971. Một con tem khác cũng ghi rằng tiền phạt quá hạn là 5 cent mỗi một ngày. Số tiền chắc chắn cũng không nhỏ trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, rất may là thư viện đã loại bỏ các khoản phí này. Một tờ giấy dính trên cuốn sách có ghi lời xin lỗi vì đã trả lại muộn. Nhưng thủ phạm cũng không quên nhắc đến việc nó vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Công bằng mà nói, đối với một cuốn sách cũ nó có vẻ còn khá nguyên vẹn. Thư viện công cộng Vancouver đã thông báo vào ngày 1 tháng 6 rằng họ sẽ loại bỏ các khoản phí quá hạn, bao gồm bất kỳ khoản phí nào còn nợ vào thời điểm đó, là một cách mà Thư viện công cộng Vancouver đang giúp giải quyết khả năng chi trả ở thành phố Vancouver. Bây giờ nếu bạn quên trả lại thứ gì đó thì bạn sẽ bị tính phí đồ thất lạc sau 23 ngày, nhưng phí này sẽ bị xóa nếu bạn đem trả lại. Tuy nhiên, hy vọng rằng bạn không mất nửa thế kỷ để làm điều đó. Có còn hơn không, đúng không quý vị? Cập nhật về tình hình COVID tại Canada. Tính tới tối ngày 14 tháng 6, thì Canada báo cáo có thêm 2.281 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.901.788 có 1.792 ca được báo cáo hồi phục và có thêm 22 ca tử vong. Hiện nay thì có 310.990 ca còn bệnh. Tổng số ca tử vong hiện nay là 41.549 ca. Cho đến nay đã có hơn 58,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,7 triệu người hay là hơn 85,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 82,1% dân số đã tiêm hai liều hơn 90% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,4% đã tiêm hai liều. Hơn 18,7 triệu mũi thứ ba đã được tiêm. Ontario báo cáo có 460 ca bệnh mới và 5 ca tử vong trong tháng qua. Tại Quebec, các quan chức y tế cũng đã công bố có 655 ca mới và 7 trường hợp tử vong. British Columbia trong 7 ngày qua có 471 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Prince Edward Island trong 7 ngày qua thì đã báo cáo có 691 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Vùng Yukon cũng vừa báo cáo có 4 ca nhiễm mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để được thông báo các video mới tiếp theo để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Tổng thống Zelensky tuyên bố vũ khí tầm xa sẽ không được kích hoạt tại các thành phố của Nga. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp thái tử Saudi Arabia trong chuyến đi tới Vương quốc bất chấp những lo ngại về nhân quyền. Vương quốc Anh hủy bỏ chuyến bay đầu tiên trục xuất người di cư đến Wanda sau khi tòa án châu Âu vào cuộc. Khối châu Âu cảnh báo sản xuất ma túy đang gia tăng ở châu Âu khi các loại ma túy mới được tung ra thị trường. Nhật Bản phạt tù đối với hành vi xúc phạm trực tuyến sau khi một ngôi sao truyền hình thực tế đã tự tử vì bị tấn công trên mạng. Ô nhiễm không khí rút ngắn 2 năm tuổi thọ của con người tại Ấn Độ là gần một thập kỷ, FDA phê duyệt phương pháp đầu tiên điều trị chứng rụng tóc giúp kích thích mọc tóc. Cơ quan CDC Hoa Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Moderna có thể gây nguy cơ viêm tim cao hơn là Pfizer. Sau gần 27 năm ra mắt, Microsoft sẽ chính thức đóng cửa trình duyệt Internet Explorer. Khối châu Âu dỡ bỏ các hạn chế an toàn đối với bún, miếng và vở Việt Nam và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Tổng thống Zelensky tuyên bố vũ khí tầm xa sẽ không được kích hoạt tại các thành phố của Nga. Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không sử dụng bất kỳ hệ thống tên lửa tầm xa nào mà phương Tây có thể cung cấp để tấn công các khu dân cư ở Nga. Vào đêm trước, trong một cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng toàn cầu ở brussels thì tổng thống zelensky đã nói chuyện từ xa với truyền thông đan mạch rằng ông có thể xác định sức nặng và số lượng vũ khí hỗ trợ mà các quốc gia sẽ cung cấp cho ukraine nhưng mà điều đó sẽ không làm cho quân đội của ông bị dao động và ông khẳng định chúng tôi không quan tâm tới việc pháo kích thương dân chúng tôi không phải là những kẻ khủng bố Bên cạnh đó thì Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông sẵn sàng hội đồng với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cho dù có hoặc là không có hòa giải viên về việc chấm dứt chiến tranh và rút quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Khoảng 1.200 người vẫn ở Severodonetsk, một thành phố với dân số 100.000 người trước chiến tranh. Theo ông Sehi Hidai, thống đốc khu vực tỉnh Luhansk, cho biết có hơn 500 thường dân đang cầm cự ở bên trong một nhà máy hóa chất đang bị quân đội Nga không ngừng đập phá. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết binh sĩ Ukraine cũng đang ẩn náo ở trong nhà máy. Quân đội Nga đã kiểm soát 80% thành phố Severodonetsk khi mà thành phố này đã từng bị bao vây và phá hủy 3 cây cầu để thoát ra ngoài, nhưng mà việc di tản của những người bị thương vẫn đang tiếp tục. Bộ Quốc phòng nga đã cam kết vào ngày thứ tư họ sẽ mở một hành lang nhân đạo ra khỏi thành phố Sivirodonetsk để cho hàng trăm thường dân đang còn trong nhà máy hóa chất có thể rời khỏi khu này và kêu gọi các binh sĩ Ukraine hãy ngưng kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí. Trong khi đó, nga đã trao trả hai cốt của 64 người Ukraine đã thiệt mạng khi cố thủ tại nhà máy thép Azovstal trong những tuần trước khi Mariupol thất thủ việc trao trả hai cốt mới nhất diễn ra một tuần sau khi 160 thi thể binh sĩ Ukraine đã được trao trả. Khoảng 1 phần 3 trong số đó là từ nhà máy thép Azostov. Các cây vật người Nga và Belarus sẽ được tham dự giải quân vật Mỹ mở rộng. Giải quân vật Mỹ mở rộng sẽ cho phép các tay vật người Nga và Belarus tranh tài trong năm nay bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine đã từng khiến cho ban tổ chức của giải quần vợt Wimbledon cấm sự tham gia của các tài vật này. Tổng giám đốc và giám đốc điều hành Hiệp hội quần vợt ông Lưu Xe cho biết các tay vật tới từ Nga và Belarus sẽ thi đấu tại công viên Flushing Meadow dưới một lá cờ trung lập. Một thỏa thuận đã được sử dụng tại nhiều giải quần vợt khác nhau trên thế giới, bao gồm cả giải pháp mở rộng, đã kết thúc vào ngày 5 tháng 6. Giải Mỹ mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 tại New York. Mỹ đang xây dựng hầm chứa tạm thời để vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine. Tổng thống Joe Biden hôm thứ ba cho biết Mỹ đang làm việc với các đối tác để xây dựng các hầm chứa tạm thời nhằm đưa 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi Ukraine trong nỗ lực hạ giá lương thực. Tổng thống Biden cho biết các hầm chứa tạm thời sẽ được xây dựng ở biên giới Ukraine bao gồm cả ở Ba Lan, từ đó thì ngũ cốc sẽ được vận chuyển đến khắp nơi trên thế giới, giải quyết được tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra ở châu Phi và châu Á. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, người mà các quan chức Mỹ tin rằng đã ra lệnh sát hại một người phụ trách chuyên mục của tờ Washington Post. Tòa Bạch Ốc ban đầu chỉ nói rằng Tổng thống Biden sẽ nhìn thấy Thái tử bin Salman trong chuyến đi đến Saudi Arabia, trong gồm cả chặng đường dừng chân ở Israel. Nhưng người phát ngôn viên an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba cho biết Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng Thái tử Bin Salman sẽ tham gia vào các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và ban lãnh đạo Saudi Arabia. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc về cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với Thái tử Bin Salman diễn ra sau khi những người ủng hộ nhân quyền và một số thành viên quốc hội đã thúc giục Tổng thống Biden hủy chuyến đi của ông hoặc chỉ đi trong một số điều kiện nhất định. Chính Tổng thống Biden đã nói trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình rằng chính quyền của ông sẽ biến vương quốc này thành một quốc gia bị cô lập vì những vi phạm nhân quyền. Thông báo về chuyến đi của Tổng thống Biden cũng được đưa ra trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc phải đối mặt với áp lực lớn trong nước nhằm giải quyết giá xăng đang cao kỷ lục. Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đã gọi Saudi Arabia là đối tác quan trọng mà Mỹ phải tham gia để thúc đẩy các lợi ích của mình, bao gồm cả việc cố gắng mang lại ổn định và hòa bình cho Trung Đông. Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Israel và Saudi Arabia từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7. Vương quốc Anh hủy bỏ chuyến bay đầu tiên trục xuất người di cư đến Wanda sau khi tòa án châu Âu vào cuộc. Anh quốc đã hủy chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Wanda sau sự can thiệp vào phút cuối của tòa án nhân quyền châu Âu với lý do là nguy cơ thiệt hại thực sự không thể phục hồi đối với những người sinh tị nạn có liên quan chuyến bay đã được lên kế hoạch khởi hành vào tối thứ ba nhưng các luật sư của những người xin tị nạn đã đưa ra một loạt các kháng nghị theo từng trường hợp nhằm ngăn chặn việc trục xuất tất cả những người trong danh sách của chính phủ quyết định hủy bỏ chuyến bay hôm thứ ba đã vượt qua ba ngày thách thức điên cuồng của tòa án khi những người ủng hộ quyền nhập cư và liên đoàn lao động đã tìm cách để ngăn chặn việc trục xuất các nhà lãnh đạo của giáo hội anh tham gia phe đối lập đã gọi chính sách của chính phủ là vô đạo đức. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch này. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục và thực hiện kế hoạch, đồng thời cho rằng động thái này là một cách hợp pháp để bảo vệ tính mạng và ngăn chặn các băng nhóm tội phạm buôn lậu người di cư qua eo biển Monge bằng những chiếc thuyền nhỏ. Vào tháng 4, Thủ tướng Anh đã công bố một thỏa thuận với Wanda, trong đó nói rằng những người nhập cảnh vào Anh bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về quốc gia Đông Phi này. Để đổi lấy việc chấp nhận họ, Wanda đã nhận được hàng triệu bản Anh viện trợ phát triển. Những người bị trục xuất sẽ được phép xin tị nạn ở Wanda, không phải ở Anh. Những người phản đối cho rằng việc đưa người đi hàng ngàn dặm đến một quốc gia mà họ không muốn sinh sống là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Anh quốc trong những năm gần đây đã chứng kiến một dòng người di cư bất hợp pháp từ những nơi như là Syria, Afghanistan, Iran, Sudan, Iraq và Yemen. Các nhà hoạt động đã tố cáo chính sách này là một cuộc tấn công vào quyền của người tị nạn mà hầu hết các quốc gia đã công nhận kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Châu Âu cảnh báo sản xuất ma túy đang gia tăng ở châu Âu khi các loại ma túy mới được tung ra thị trường. Trong báo cáo thường niên được công bố vào hôm thứ Ba, Cơ quan Ma túy của Liên minh châu Âu cho biết Việc sản xuất ma túy đang gia tăng ở châu Âu khẳng định cảnh báo trước đó của họ về việc châu lục này đang biến thành một trung tâm toàn cầu cho ma túy và không còn chỉ là một thị trường tiêu thụ. Theo báo cáo dựa trên thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu cho thấy, ma túy và các hóa chất cần thiết để sản xuất chúng phần lớn vẫn được nhập khẩu vào châu Âu từ các khu vực khác trên thế giới, bao gồm Nam Mỹ và châu Á. Tuy nhiên, các tổ chức tội phạm châu Âu đang thắt chặt quan hệ với các băng đảng bên ngoài lục địa nhằm cắt giảm chi phí sản xuất và buôn bán ma túy. Theo cơ quan khối châu Âu cho biết, hơn 350 phòng thí nghiệm về ma túy tổng hợp đã bị phát hiện và phá dở vào năm 2020. Họ cũng cho biết thêm rằng, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã phát hiện thêm nhiều phòng thí nghiệm cocaine và các địa điểm sản xuất ma túy mới. Chẳng hạn như là cathinone, một hóa chất tương tự như là amphetamine, được cho là hoạt chất chính trong khát là một loại cây được sử dụng truyền thống ở Đông Phi và bán đảo Ả Rập để có tác dụng kích thích. Cơ quan quản lý ma túy khối châu Âu đã báo cáo việc buôn bán chất ma túy mới kỷ lục ở châu Âu là cathinone và nó đang tiếp tục xuất hiện ở châu Âu với tần số một tuần một lần. Nhật Bản phạt tù đối với hành vi xúc phạm trực tuyến sau khi một ngôi sao truyền hình thực tế đã tự tử vì bị tấn công trên mạng. Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Hai đã thông qua đạo luật quy định những lời xúc phạm trực tuyến có thể bị phạt tù. Quyết định này được đưa ra do sự gia tăng về lo ngại của công chúng về việc một ngôi sao truyền hình thực tế đã tự tử sau khi cô bị tấn công trên mạng. Luật mới sẽ có hiệu lực từ cuối mùa hè. Những ai bị kết tội lăng mạ trực tuyến có thể bị bỏ tù lên tới một năm hoặc là bị phạt 300.000 yên tức là khoảng 2.200 Mỹ Kim. Vấn đề quấy rối trực tuyến đã nổi lên trong vài năm qua ở Nhật Bản. Những lời kêu gọi về luật chống bắt nạt trên mạng ngày càng gia tăng sau cái chết của nữ đô vật chuyên nghiệp kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Hana Kimura. Kimura, 22 tuổi, người được biết đến với vai diễn trong chương trình Terrace House trên Netflix, đã qua đời do tự tử vào năm 2020. Tin tức này đã gây ra sự đau buồn và cú sốc lớn trên cả nước. Nhiều ý kiến chỉ ra so rằng Kimura đã bị tấn công trực tuyến từ những người dùng mạng xã hội trong nhiều tháng và nó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô ấy. Ô nhiễm không khí rút ngắn 2 năm tuổi thọ của con người tại Ấn Độ là gần một thập kỷ. Theo một nghiên cứu, ô nhiễm không khí hạt bụi cực nhỏ do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm giảm tuổi thọ gần 10 năm ở thủ đô Ấn Độ, một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nghiên cứu của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago công bố hôm thứ Ba cho biết bệnh phổi và bệnh tim do ô nhiễm BM2.5 gây ra đã làm giảm tuổi thọ đến 8 năm ở các bang Uttar Pradesh và Baha của Ấn Độ, nơi có 300 triệu người sinh sống. Ô nhiễm BM2.5 là những hạt có kích thước nhỏ hơn hoặc là bằng 2,5 micromet, gần bằng đường kính của một sợi tóc người, xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, năm 2013, Liên hợp quốc đã xếp nó vào danh sách tác nhân gây ung thư. Trên khắp Nam Á, một người trung bình sẽ sống lâu hơn 5 năm nếu mà mức độ hạt bụi mịn đáp ứng tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới, trong khi đó trên toàn thế giới, ô nhiễm không khí đang lấy đi hơn 2 năm tuổi thọ của con người. FDA phê duyệt phương pháp đầu tiên điều trị chứng rụng tóc giúp kích thích mọc tóc Thuốc Olomian là phương pháp điều trị toàn thân đầu tiên cho chứng rụng tóc từng mảng đã chính thức được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt. Rụng tóc từng mảng là một rối loạn tự miễn dịch trong đó cơ thể tấn công các nang tóc dẫn tới rụng tóc. Rụng tóc từng mảng ảnh hưởng tới hơn 300.000 người Hoa Kỳ mỗi năm, thường dẫn tới các mảng khói trên da đầu. Những người bị rụng tóc từng vùng nghiêm trọng cũng có thể bị rụng lông mài và lông mi thuốc Olomian hoạt động bằng cách làm gián đoạn một số thông điệp sai lầm của cơ thể. Mặc dù Olomian đã được phê duyệt từ năm 2018 cho các điều kiện bao gồm viêm khớp dạng thấp, nhưng mà việc sử dụng cho những chứng rụng tóc cho đến nay vẫn chưa được công bố. Uống thuốc mỗi ngày một lần là liệu pháp toàn thân đầu tiên được FDA chấp thuận cho chứng rụng tóc từng mảng, có nghĩa là nó điều trị toàn bộ cơ thể chứ không phải là một vùng cụ thể. Cơ quan CDC Hoa Kỳ cho biết vaccine COVID-19 của Moderna có thể gây nguy cơ viêm tim cao hơn là Pfizer. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ mới đây trích dẫn dữ liệu gần đây cho biết vaccine COVID-19 của Moderna có thể gây ra nguy cơ viêm tim cao hơn ở một số nhóm tuổi so với vaccine của Pfizer-BioNTech. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết các phát hiện về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim là các loại viêm tim liên quan đến cả hai lần tiêm vaccine mRNA đều không nhất quán trên tất cả các hệ thống giám sát an toàn vaccine của Hoa Kỳ. Phân tích của CDC được đưa ra khi các cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã gặp mặt vào hôm thứ Ba để thảo luận về việc phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi. Dựa trên dữ liệu từ hệ thống liên kết dữ liệu an toàn vaccine, Tỷ lệ mắc bệnh viêm tim là 97,3 trường hợp trên 1 triệu liều đối với nam giới từ 18 đến 39 tuổi sau khi tiêm mũi thứ hai của Moderna so với 81,7 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine của Pfizer. Theo CDC, thông tin hiện có cho thấy hầu hết những người bị viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine mRNA COVID-19 đều bình phục theo thời gian. Google đồng ý trả 118 triệu đô la Mỹ để giải quyết vụ kiện cáo buộc họ trả lương thấp cho nhân viên nữ. Google đã đồng ý giải quyết một vụ kiện phân biệt đối xử giới tính theo vụ kiện tập thể, trong đó cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đa quốc gia này đã trả lương thấp cho nhân viên nữ ở bang California. Như một phần của thỏa thuận, Google sẽ trả 118 triệu đô la Mỹ cho khoảng 15.500 nhân viên nữ, nói rằng họ đã được trả lương thấp hơn các đồng nghiệp nam cho cùng một công việc tương tự. Google cũng đã đồng ý thuê một bên thứ ba độc lập để giám sát các hoạt động tuyển dụng của họ và một nhà kinh tế học lao động để xem xét các nghiên cứu về công bằng lương hàng năm. Google có một hệ thống trả lương theo từng cấp, nơi nhân viên ở cấp cao hơn sẽ nhận được tiền lương và tiền thưởng cao hơn. Khi vụ Alice kiện Google LLC lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2017, nó chỉ đại diện cho ba phụ nữ. Các nguyên đơn đã giành được tình trạng khởi kiện tập thể vào năm 2021. Vụ kiện hiện đại diện cho phụ nữ trong 236 chức danh công việc, nói rằng họ đã bị trả lương thấp hơn trong 4 năm. Năm 2021 cũng là năm mà Google bị Bộ Lao động Hoa Kỳ kiện vì chênh lệch lương thưởng có hệ thống đối với phụ nữ khá nhiều trong toàn bộ lực lượng lao động. Đơn kiện cũng cho rằng Google đã phân biệt đối xử với những người xin việc là châu Á. Google đã giải quyết trường hợp đó và trả hơn 3,8 triệu đô la Mỹ cho 5.500 nhân viên và những người tuyển dụng tiềm năng. Sau gần 27 năm ra mắt, Microsoft sẽ chính thức đóng cửa trình duyệt Internet Explorer. Trong vòng chưa đầy 24 giờ nữa, Microsoft sẽ ngừng hoạt động Internet Explorer, là trình duyệt web có thể coi là huyền thoại của Internet. Bắt đầu từ thứ tư, những người cố gắng mở ứng dụng sẽ được chuyển hướng đến trình duyệt mới hơn của công ty là Microsoft Edge. Vào tháng 5 năm ngoái, công ty đã lần đầu tiên công bố quyết định ngừng sử dụng trình duyệt web cho một số phiên bản Windows 10 vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Microsoft đã giới thiệu Edge vào năm 2015 và nó đã dần loại bỏ Internet Explorer. Internet Explorer đã là trình duyệt phổ biến trên máy PC chạy Windows trong nhiều năm trước khi các đối thủ như là Firefox của Mozilla và Chrome của Google thu hút người dùng. Động thái này đã thu hút nhiều cảm xúc trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau vào thứ ba. Kết thúc một kỷ nguyên, một người dùng viết trên Twitter người bạn cũ thân yêu của chúng ta từ những ngày xưa tốt đẹp của thời thơ ấu, trong ký ức thân thương của hệ điều hành Windows đầu tiên đến Internet từ 1995 đến 2002. EU dỡ bỏ các hạn chế an toàn đối với bún, miếng và phở từ Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 thì nhóm hàng bún, miếng phở và bánh đa của Việt Nam sẽ được Liên minh châu Âu, EU gỡ bỏ biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất vào thị trường này. Thông báo về việc này, Bộ Công thương Việt Nam cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ không cần phải cung cấp giấy chứng nhận an toàn cho các thực phẩm này nữa. Tuy nhiên, một số loại rau địa phương bao gồm rau mùi, bạc hà, rau mùi tây sẽ bị tạm thời tăng cường kiểm soát an toàn tại biên giới. Riêng đối với các quả thanh long, các lô hàng mì ăn liền trong thành phần có chứa gia vị, nước sốt nhập khẩu từ Việt Nam thì EU vẫn yêu cầu phải bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Mì ăn liền của Việt Nam đã bị EU kiểm tra từ tháng 1 năm nay sau khi một số lô mì đã bị phát hiện có chứa ethylene oxide là một chất bị cấm trong liên minh này. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Mở phiên giao dịch vào sáng nay, 1 đô la Canada bằng 0,7728 đô la Mỹ và bằng 0,7411 đồng euro. 1 Canada thì bằng 17.982 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ bằng 23.282 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 119,10 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 121,30 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1816,64 đô la mỗi một ounce. Và phần tỷ giá hối đoái đã kết thúc bản tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới hôm nay. Kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có những video về văn hóa đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày an lành hoàng anh tuấn liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo